Xin chào tất cả chị em. Và bộ trang phục tiếp theo mà Phương sẽ review cho mọi người là bộ trang phục mà Phương cực kỳ thích trong bộ sưu tập trang phục bộ lần này. Những gọi là trang phục mà gọi là có bộ đó, áo với quần là cùng đồng bộ. Thì Phương cực kỳ thích là bộ trang phục này bởi vì cái màu sắc của nó cực kỳ đẹp ạ. Nó là dạng len, kiểu như là len mỏng á. Mọi người nhìn đâu ạ? Len mỏng, cho mọi người nhìn rõ chất liệu luôn này. Đấy, lúc nào Phương cũng review chất liệu đầu tiên cho mọi người nhìn luôn để mọi người có thể yên tâm. Sau đấy mình mới tư vấn về kiểu dáng để mọi người yên tâm là mình mua được cái chất liệu tốt đấy. Đây, dạng len mỏng như thế này. Đấy, len mỏng nhưng mà lại cực kỳ chắc chắn, không bao giờ sợ bị rão đâu ạ. Không bao giờ bị rão luôn, chắc chắn luôn. Mọi người có thể mặc theo kiểu này, kín cổ luôn. Kín cổ như thế này nhìn chúng ta sẽ rất là mini nhon, rất là nhỏ nhắn và sẽ gầy được khoảng 2-3 cân đó. Đấy, quần rất là đẹp như thế này. Còn một cái túi rất là to. Đấy, nhìn rất là khỏe khoắn đúng không? Còn nếu mà chúng ta thích thì chúng ta có thể bỏ ra, bỏ khóa ra, khóa nó sẽ đến cái phần ngang này thôi, nên không bao giờ sợ trôi xuống dưới. Đấy, bẻ cổ ra như thế này cũng rất là xinh. Bẻ cổ này cũng rất là trẻ trung, hoặc không bẻ cổ cũng ok luôn. Đấy, cực kỳ đẹp đúng không? Em này thì co giãn cực kỳ luôn ạ, mặc đi ngủ cũng ok luôn, mặc đi ngủ cực kỳ thoải mái luôn. Đấy, mọi nhìn chất liệu không? Ở đằng sau cực kỳ ôm dáng. Đằng sau em quần rất là đẹp, cực kỳ ôm dáng luôn. Mẫu này thì Phương nghĩ rằng là kể cả những người mà trên 40 tuổi mặc vẫn rất đẹp. Em này thì sẽ phù hợp cho những người từ 30 tuổi đến 45 tuổi mặc thì sẽ là đẹp nhất luôn ạ. Sẽ làm cho các chị gọi là trẻ đi gọi là mấy tuổi luôn, Phương đảm bảo luôn. Đấy, mặc cực kỳ thích ạ. Có thể mặc đi du lịch, đấy, mặc đi chơi, mặc đi chơi những hoạt động thể thao, bóng chuyền, bóng rổ gì đó, hoặc là chạy bộ là cực kỳ thoải mái. Bởi vì cái chất len này cực kỳ thoải mái luôn ạ. Đi tập gym được luôn này. Đấy, đi tập được luôn chị em ạ. Và bộ này cũng rất là phù hợp trong dịp Tết sắp tới, để chúng ta ngồi ở nhà chúng ta tiếp khách hay đón khách đúng không? Bởi vì thường là mọi người sẽ hay mua những cái bộ đồ lộng lẫy thôi để đi chúc Tết. Nhưng mà những cái bộ mặc ở nhà để đón khách bất chợt người ta đến á thì lại ít. Nên là Mega Fashion đã ra cái bộ sưu tập này, bộ sưu tập những trang phục bộ để mọi người mặc ở nhà. Dù là nó rất là thoải mái này, nó có thể đi nấu ăn được luôn này, đi ngủ được luôn, nhưng mà nó lại ngồi tiếp khách cũng rất là thời trang, cũng rất là đẹp và rất là sang trọng, rất là lịch sự, không kiểu bị rườm rà hay là bị lề xuề như một vài cái bộ trang phục ở nhà khác đâu ạ. Rất là đẹp. Bộ này thì có một màu nữa, một màu nữa đó là màu đen là phối với cả xám này. Đấy, màu đen phối xám trắng cực kỳ đẹp luôn. Đấy, mọi người nhìn đúng không ạ? Đấy, màu đen này thì lại càng phù hợp với nhiều lứa tuổi hơn. Màu gọi là màu kem này. Màu kem này thì rất là lạ. Đấy, chúng ta có thể mặc nhìn nó sáng ra, nhưng mà màu đen này thì nó rất là basic. Màu đen này thì Phương nghĩ là phù hợp với tất cả lứa tuổi, kể cả những ai mà 40-50 tuổi mà cũng đều rất là phù hợp, bởi vì nó rất là basic với nhiều lứa tuổi ấy. Nó không bị kiểu kén da hay gì. Còn màu kem này thì sẽ giúp các bạn trẻ hơn mấy tuổi luôn. Đấy. Và set bộ này thì cũng có đủ các size luôn, S, M, L, XL nha. Dưới 50 cân thì chúng ta sẽ mặc size từ 50 cân chúng ta sẽ S này, 50 cân đến 55 cân sẽ mặc size M này, 50 cân đến 60 cân thì 55 cân đến 60 cân thì sẽ mặc size L này, trên 60 cân thì sẽ mặc size XL nha mọi người. Đó, Phương tư vấn luôn về size cho mọi người có thể lựa chọn những cái size phù hợp nhất với mình nhé.